Đấy, cái sau mình còn cái bà ba. Cái áo bà ba nữa. Dạ. Dạ. Tại chị cứ đem cái này bách cấp thôi. Còn nếu chị đưa cho em áo vàng cái này đó thì chút nữa chị sẽ thiếu một cặp không chưa? Dạ. Rồi vậy thì anh bắt cái ghế liền Hiếu. Hiếu. Cái này cận đúng không? Như vậy nhìn vô đó là nó bị chói đèn á. Xuân vui sang mừng tuổi ông bà, con chúc Tết mẹ cha. Ủa chị ơi, làm sao có hoa hướng dương đó vậy? Hoa hướng dương đó mình mua hả? Hoa hướng dương đó mình mua hả chị? Ủa vậy hả? Ê chị có bán bó không? Cho em bó được không? Có bán bó không chị? Chị tặng cho em mấy cái cho em mượn em quay chị. Em xin mấy cái em đó chị. Dạ cho nhạc lớn lên xíu ạ. À. 3 2 1 nhạc. Ê mấy cái đứa cứ cười chữ tài của chị là sao? Ok chưa? Rồi ok. Xong phải không? Rồi. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi, anh bắt cái ghế. Anh bắt cái ghế. Chuyện gì mà khó đã có anh rồi là đứng bên này là về nha. Ok. Mời anh bắt cái ghế lên. Quay đi, bấm máy quay, quay đại cho anh. Trông em về. Đó bấm mà vô đâu. Buồn không? Dạ. Con nãy giờ quay chưa? Con quay rồi. Xíu nữa vô đáp chung nữa. À. Dạ. Hay đẹp quá. Dạ. Trên này đẹp mẹ. Dạ. Hay đẹp quá. Sao? Áo quen nhỉ. Áo mượn của chị Quyền mà không quen. Cái kia nó bị cái mấn nó bị sai á, xong rồi chị Quyền đưa bộ đồ này cho em bận. Ờ lấy bộ đồ này đẹp mẹ. Không mà con với chị Quyền một size luôn đó mẹ. Size luôn đó. Dạ. Vừa khích luôn. Trời ơi biết là đồ mượn rồi, tự nhiên nó tới cái áo quen chị Quyền cho mượn. Không tôi nói vậy thôi tự mấy người khui nha. Con nói rồi chị Quyền mai mốt mà cứ cái nào mà chán chán thải ra là con lo. Dạ. Có cái đoạn mà ba chị em mình đi kiểu này nè. Vô chung phải không chị? Dạ. Chừng này vô chung đó. Dạ. Đi vậy nè. Thiếu nhìn nè, nhìn tướng đi kìa. Thiếu ơi. Thiếu đi được mà. Dạ em đi được. Chúng dân như vậy, ba đứa mình vô vậy nè. Nắm tay mà đi theo kiểu dạng này nè. Dạ. Ba chị em dung dân như vậy. Rồi. Có mỗi em nó bị hơi lệch tông so với hai bà trẻ. Nhưng mà nãy đứng chồng nó nổi lắm nha. Vậy đó hả? Cái mấn của con nó không có con hợp với cái bộ đồ. Ồ vậy hả? Cái này hả? Cái mấn á, cái này nè mẹ, có ba cái à mà cái này nó không hợp với cái bộ đồ của con. Thành ra là chị kêu con thay cái này. Cái này đúng rồi, lấy đẹp hơn. Mà tự nhiên nó bị chọi sao với hai chị. Không được mà. Nhưng mà cái này đẹp mà. Dạ. Cái này nó nổi hơn hai chị. Thì đó. Nói chị Huyền bẩn này đi xong hai đem bẩn kia làm nền mà chị Huyền không chị. Rồi xong. Lấy giấy lau, lấy giấy lau mới được. Không sao. Không phải lao mới được lắm. Không có siêu nó loan hình. Ừ, nó lên nó bị loan hình. Dạ. Lao tay. Tú đây. Tôi đâu làm gì đâu mà gung. Sợ lắm lao những cái chỗ nhạy cảm không à. Bố nhờ bố uống sữa con đó, bố như con ăn. 35. Bố sáng là bố pha một. Ý là cái sữa con đưa đó là bố uống sáng, bố uống trưa, bố uống chiều đều được. Nhưng mà rồi cái trưa đi theo đây là đâu có mặt. Sẽ xách cái hộp bỏ lên xe, lúc nào cũng bỏ trên xe. Rồi uống buổi sáng, một ly bự vậy đó. Dạ. Rồi trưa là cái bụng nó lưng được, nó không có đói. Dạ, dạ, dạ. Cái đó nó đủ chất lắm, 21 chất dinh dưỡng lận. Bố uống thuốc con đưa đó. Dạ. Nó dịu liền. Dạ.
Hồi sáng này ăn uống cái đó một ly bự xong rồi ăn cái bánh bao xanh uống cái viên thuốc. Dạ, là thấy nó êm liền không? Viên thuốc cũng uống liên tục hết cái tâm gia phẩm suy của người. À là bố mới mua phải không? Đúng rồi, cái này cũng là ibuprofen nè. Đúng rồi, thì cái viên con đưa là con da bố đưa ra phẩm suy bố mua. Dạ, bố ra bố uống. Bố mang theo con người nè. Dạ. Ăn cái gì đó xong rồi. Để bữa sau con đưa cho, cứ để hộp trên xe, để hộp ở nhà. Xong rồi bố đi đâu là bố cứ dùng vậy. Con biết là cái đêm mà đi đêm đi xem ca nhạc. Không, ca nhạc không nói gì mà cái đêm ca nhạc này bố cũng không ngủ được. Cái đêm mà đi xuống đây nè, mà nó đi được 8 rưỡi sáng này. Mùng 9 á. Dạ. Mùng 8. Dạ. Mùng 9 chứ. Mùng 8, 8 rưỡi sáng. Dạ. 8 rưỡi tối bắt đầu đi từ đó lên tới Đà Lạt, bố đâu có ngủ được, ngủ từ nha. Vậy đó hả? Về hôm qua cái bố nó đưa đi theo, nói hồi đó tới đi đưa về sớm đi. Dạ. Về sớm cái bố ăn, cái bố uống thuốc, bố uống sữa, ly sữa của con nữa. Dạ. Tiếp tục cái là đánh giấc 6 giờ sáng luôn. Vậy đó hả? Êm luôn phải không? Mà bố mới khỏe đó, bố mới êm. Bố uống đi, mai mốt cái đó hết nói con gửi. Để con gửi, nhưng mà ở bên Mỹ bố mua được nha. Ở bên Mỹ cái đó nó có bán. Có được. Dạ. Bố mua bên Mỹ, còn ở đây là cứ về là con đưa. Cái bố chịu khó ngủ đi, cứ rảnh là bố ngủ. Đó, tại vì không ngủ được cái đêm ấy, nhưng mà hôm qua ngủ nó một giấc từ bắt đầu 6 giờ chiều bố ngủ luôn tới 6 giờ sáng. Dạ, dạ. Vậy cứ là bố tắm rồi bố pha một ly sữa rồi con. Dạ. Nhưng mà ngủ được cái thấy khỏe liền đúng không? Đúng rồi, ngủ được khỏe, không có ngủ được. Dạ, dạ. Người nó đừ có hiểu. Dạ. Cho mình làm cho mình nữ quạo luôn. Nữ quạo luôn hả? Không quạo nha. Không quạo nha. Thôi bố ngồi đây nha. Dạ, con ra con giờ cái chị xong rồi mấy chị em quay cho nó xong. Nha bố nha. Dạ. Giờ con về mà phải không? Xong rồi con chạy về luôn. Đúng rồi. Tại mà bố mẹ có ở dưới đó ăn tất niên với công ty con. Tại chị đang ngồi quay, chị chưa có về được. À, bữa nào để con mời gia đình mình tất niên sau. Dạ bố, bố nhây đây nha, bố đây nha. Dạ. Mẹ có quay với tụi con không? Mẹ chụp hình với tụi con hả? Mẹ có quay không? Có quay bài nào với chị Quyền không? Có quay bài mà mẹ làm mẹ đó. À. Lát nữa mẹ làm mặt xong rồi quay chụp hình với tụi con. Dạ, dạ. Dạ mẹ. Làm kỷ niệm. Dạ, chụp hình liền. Vậy đó, cái tổ hợp mình như vậy thôi. Dạ. Để cái như thế này quên thì là như vừa vậy hát vừa vậy múa vậy là có đầy đủ hết không phải quay với hai cái này hơi mệt nha vừa vậy hát vừa vậy múa vậy hết vậy diễn rồi tôi gửi nè rồi cái xuân của em đơn trước đi xuân ơi đã về rồi rồi xuân ơi đã về của em nè 2, 3 xuân ơi đã về này phải tiết chế lại giúp em con đúng rồi nó vui nó một phát cái này biết là mình phải tiết chế đâu không cần tiết chế cái cuối cùng mới tiết chế thôi còn con chúc tết mẹ cha được nhưng mà cái cuối cùng là con chúc tết mẹ cha để chị để nói là mừng xuân an lành mừng xuân hạnh phúc mừng xuân phát tài chúc mừng năm mới thật là mình vậy chúc mừng năm mới yeah được chưa rồi thôi rồi xong rồi xong mới nói bụng mà rồi cái này có đi quay mà còn phải tiết chế chứ không phải có bánh dày chả có bánh mì rất là ngon bạn bánh mì đi à bánh mì đi cho chị Quyền nữa bánh mì đi con ăn đi mấy đứa ăn chừng nào xong gọi tụi chị nha. Dạ. Tụi chị ngồi tí xíu nữa. Rồi chị đi làm nhiệm vụ tiếp. Cái gì đó? Tha thứ một lần là do mình. Không chị còn thiếu cái câu kia mà. Dạ. Không chị ăn kìa. Cho chị ăn gái sáng giờ chị. Chị muốn đứng đây nè, cho chị quay cái câu cuối coi đi, cái câu kia hồi nãy thiếu đó. Còn ba cái dù ra. Không phải đâu tại vì bị phẩm lại. Nặng quá bị phẩm. Bây giờ làm sao cho nó quậy quậy anh Thanh? Vậy được không? Chị nhìn quậy quậy gì à? Quậy gì không, nhưng mà bây giờ tới đàn quay quậy đúng không chị? À, quậy ba. Quậy quậy anh Thanh, làm tóc quậy quậy á. Bà ba mà quậy gì? Đứng hai bên với em, hai cục hai bên. Thôi. Làm sang sang thì được. Tao quay MV mà làm như đi quay. Không, nhưng mà nó muốn quậy, nó muốn cái đầu trắng ra cái mặt kiến mà. Vô. Cái là chị đâu có đeo kiến đâu. Có, chị cũng có kiến luôn. Làm sao miễn vậy? Đủ 3 cái được. Đừng có ủng trước em mặt có chị. Cái anh hai giúp em. Không, không mình có thể mình bây giờ nè, em nói nghe nè. Anh đi kiếm một cái dù nào nữa đẩy ra đây cho làm gì? Kiếm dù nữa hả? Cái này cho hai cục tròn đây nè em. Tay gọi em. Đây nè cái dù nè. Ơi nè.
Dạ thầy, dạ. Phát tài. Đúng rồi, đúng được phải không thầy? Đúng là phát tài luôn rồi. Trời ơi. Ba đứa vô. Ba đứa vô. Dạ chào thầy. Đây thầy, đây thầy. Đó, đó, ba đứa tụi em nè, đó, thấy chưa? Đó. Đó. Dạ cảm ơn thầy. Thôi đợi năm tới đi, em làm ba anh em mình hát. Tại vì em biết mấy anh bận quá. À, đang biết mấy anh bận quá. Đang chạy sân khấu, đang chạy sân khấu. Mai thầy qua gắn răng phải không? Mai qua nha. Thôi thôi, bữa khác gặp anh trai, cho ông làm đi. Dạ quay nha. Thầy ơi, mai thầy qua nha, mai qua nha. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cái ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cấy ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như làm vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long không có đẹp mà cứ nói nè, nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Bây giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta làm phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Ngày xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ yeah, dạ. Yeah. Chỉ khi nào mà cấm nó bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắt đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều bà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng rồi điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.